Xin chào các bạn, Sóng Tình Yêu đã chia sẻ một cái video có tựa đề là nếu mà người đàn ông đáp ứng cho bạn 5 điều này thì người đàn ông đó sẽ bỏ vợ lấy bạn dành cho những người thứ ba. Tuy nhiên tôi vẫn gặp một số các trường hợp người thứ ba khá là lúng túng, khá là hồ nghi, có nghĩa là không thật sự hiểu hoặc là không hiểu rõ làm sao để biết là người đàn ông đó có bỏ vợ để lấy bản thân mình hay không, khi mà đối tượng người thứ ba đó muốn kết hôn một cách thật sự với người đàn ông đang có vợ bạn nhé. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một video có 10 điểm để giúp cho người thứ ba nhìn nhận rõ về cái vấn đề của người thứ ba đang quan tâm, đó chính là người đàn ông sẽ không lấy bạn nếu có 10 dấu hiệu như sau. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ vào ngay vấn đề để cho các bạn là người thứ ba có cái nhìn rõ nét, chính xác về cái vấn đề mà bạn đang quan tâm là người đàn ông có chắc chắn bỏ vợ để lấy bạn hay không bạn nhé. Điểm thứ nhất, dễ dàng nhận biết nhất người đàn ông không bỏ vợ lấy bạn bao giờ là ở cái điểm người đàn ông đó chỉ gặp bạn ở khách sạn. Có nghĩa là mọi cuộc hẹn, mọi lần gặp gỡ, 10 lần thì 9 lần là ở trong khách sạn, một lần là bạn không gặp được anh ta. Tức là cái tỷ lệ 90-100% luôn luôn gặp bạn chỉ ở trong khách sạn. Và có rất là nhiều lý do để anh ta nghĩ rằng anh ta và bạn nên gặp ở khách sạn. Với một cái mối quan hệ giường chiếu như thế này thì chắc chắn bạn sẽ không được anh ta kết hôn, và cái chuyện mà anh ta bỏ vợ là cái chuyện hoang đường, không có thật. Cái điểm thứ hai mà nhiều người thứ ba cần chú ý đến người đàn ông gọi là nhân tình của bạn sẽ không bao giờ bỏ vợ để lấy bạn là ở cái chỗ anh ta không bao giờ công khai bạn với bất cứ ai mà anh ta quen. Tuy nhiên tôi vẫn nhấn mạnh với bạn người thứ ba một điều rằng cho dù người đàn ông đó có công khai bạn cũng chưa chắc người đàn ông đó sẽ bỏ vợ lấy bạn. Tuy nhiên trong cái tình huống không bao giờ dám công khai bạn thì khả năng bạn fail, bạn out, bạn rớt rất là cao. Bạn hiểu ý tôi truyền đạt không? Cái dấu hiệu thứ ba, những người thứ ba sẽ không bao giờ được anh ta kết hôn và chẳng bao giờ anh ta bỏ vợ. Hoặc là cái chuyện mà anh ta bỏ vợ là cái chuyện bạn đừng nghĩ tới. Cái dấu hiệu nhận biết ở cái điểm số 3 này là gì? Bạn chẳng biết gì về anh ta. Tức là anh ta nhà ở đâu? Anh ta không hề cho bạn biết thông tin cơ bản. Bạn biết thông tin cơ bản là thông tin sao không? Thông tin cơ bản là thông tin cá nhân. Tên của anh ta, chứng minh căn cước của anh ta, địa chỉ thường trú của anh ta, công ty của anh ta, thân nhân của anh ta, cha mẹ của anh ta, anh chị em của anh ta. Bạn không hề biết những cái thông tin cá nhân của anh ta, tức là bạn đâu có hiểu gì về nhân tình của bạn đâu. Cái chuyện đó thôi mà bạn đã không biết thì làm sao anh ta dám bỏ tất cả mọi thứ để có bạn. Thế nên tuyệt nhiên bạn đừng nghĩ đến cái chuyện mà anh ta bỏ vợ lấy bạn. Đó là một chuyện hoang đường không tưởng được. Đó là chuyện nằm mơ giữa ban ngày bạn nha. Lý do thứ tư giúp cho một số người thứ ba sáng mắt ra. Cứ mơ mơ màng màng tưởng tượng là cái cảnh mà mình sẽ được anh ta cưới, hoặc là nghe những cái lời hứa và cứ mãi mông lung chờ đợi, huyễn hoặc những điều không có thật. Đó là gì? Bạn không hề thấy bất cứ một người nào anh ta quen biết. Tức là ngoài anh ta ra, bạn không còn biết ai nữa. Mối quan hệ này chỉ có hai người, bạn và anh ta hết. Anh ta không có nhu cầu đến gặp cha mẹ bạn. Anh ta không có nhu cầu đi ăn tối với đứa em trai của bạn. Anh ta không có nhu cầu nói chuyện với một người mà bạn muốn anh ta đến gặp. Tức là đây chỉ là một cái mối quan hệ có hai người thôi. Và cái dấu hiệu thứ năm mà người đàn ông sẽ không bao giờ bỏ vợ đó chính là mượn tiền của bạn với lời ngon ngọt, hoặc là dụ khị bạn để bạn phải xuất tiền cho anh ta mượn. Với một cái lời hứa mông lung, với những cái lâu đài tình ái xây trên cát bằng cái miệng của anh ta sẽ nói những cái lời rất là mượt mà, nhưng cuối cùng thật ra bạn trở thành một kẻ ngốc. Trong cái thời điểm đó bạn không hề biết bạn ngốc đâu nha.
Sau khi mà bạn bị lừa, bạn tỉnh rồi bạn mới biết là bạn dở, bạn dại. Cái dấu hiệu thứ 6 mà người đàn ông sẽ không bao giờ bỏ vợ để kết hôn với bạn, đó chính là hứa hẹn kết hôn với bạn khi có sự nghiệp vững chắc. Và anh ta rất là bận khi mà bạn cần gặp anh ta gấp. Bạn hiểu ý tôi nói không? Tức là anh ta luôn từ chối những cuộc gặp gấp của bạn. Bạn gấp, nhưng anh ta không hề gấp. Tức là anh ta không đặt bạn lên vị trí hàng đầu ưu tiên cho mối quan hệ đó. Không có nghĩa rằng anh ta luôn xem bạn là cái người mà anh ta chú ý đến, là anh ta sẽ lấy bạn. Tuy nhiên, khi mà bạn không phải là trọng tâm cho mọi sự ưu tiên của anh ta, thì chắc chắn khả năng cao là bạn fail, bạn out, bạn nhào cổ xuống đất. Bạn hiểu ý tôi nói không? Đây là một cái thực tế rất là đáng buồn cho những người thứ ba. Và cái điều thứ bảy, cái điểm thứ bảy mà người thứ ba cần chú ý đó là gì? Cái mối quan hệ của bạn nó chỉ diễn ra ở cái mức độ liên lạc một chiều. Đường một chiều, các bạn đi theo một chiều, tức là sao? Bạn không thể liên lạc với anh ta khi mà bạn muốn, nhưng mà anh ta thì có thể gọi cho bạn bất cứ lúc nào cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì bạn đang ở trong một cái trạng thái luôn luôn trực chờ anh ta gọi điện thoại để mà nhấc máy, để mà nghe. Thậm chí bạn còn ngồi tưởng tượng là anh ta sẽ gọi điện thoại cho bạn và bạn sẽ chụp ngay điện thoại và nhấc lên: alo, có em đây, anh cần gì? Em sẽ tới liền. Đó là những cái điều mà bạn sẽ phản ứng lại khi mà bạn đang ở trong trạng thái trông chờ và hoàn toàn phụ thuộc vào một cái mối quan hệ liên lạc một chiều. Khao khát có được anh ta, khao khát gặp anh ta, muốn gặp anh ta, nhưng anh ta chỉ là cái người cho bạn cái cơ hội gặp anh ta khi anh ta muốn. Còn khi mà bạn muốn gặp anh ta thì thuê bao quý khách hiện nay không liên lạc được. Đó, đây là những cái tín hiệu mà bạn, người thứ ba cần phải lưu ý nhé. Cái dấu hiệu thứ 8, một người đàn ông sẽ không bao giờ kết hôn với bạn là gì? Muốn có con với bạn. Nghe đây bạn sẽ rất là thắc mắc. Bạn sẽ nói rằng tôi có nói lộn không? Xin thưa là tôi không có nói lộn. Mà bởi vì bạn chưa hiểu được cái mục đích của người đàn ông khi mà họ đề nghị có con với bạn. Thực ra cái vấn đề mà người đàn ông nói rằng muốn có con với bạn á, chẳng qua là anh ta muốn lên giường ngủ với bạn thôi. Anh ta muốn khám phá cơ thể của bạn. Anh ta muốn phá nát cái vườn đào của bạn. Anh ta sau khi mà ăn hết những trái đào của bạn, làm cho cái vườn đào của bạn te tua tơi tả, thì bắt đầu anh ta có cái dấu hiệu chán bạn. Cái việc mà anh ta nói rằng muốn có con với bạn, bởi vì đánh vào tâm lý của người đàn bà là người đàn bà muốn có cái sự gắn kết, muốn kết hôn, muốn lập gia đình, muốn có cái sự ổn định. Mà cái đứa con chính là cái sự gắn kết, là cái sợi dây xích giữa hai người. Nhưng mà xin thưa với bạn, bạn phải tỉnh ở chỗ này nè. Anh ta có vợ, có con mà anh ta còn phản bội vợ anh ta. Và đứa con nó chưa từng là một cái sợi dây thắt giữ chân anh ta ở với vợ anh ta được. Thì cái việc mà anh ta chưa giải quyết gia đình của mình xong mà lại tạo nên một cái mớ bòng bong cho bạn ngồi gỡ cái đống chỉ rối của anh ta, đó là cái việc mà anh ta muốn có con với bạn. Quả thật là cái chuyện phải nói là không tưởng được. Một cái chuyện hoàn toàn hoang đường và chẳng có kết quả gì khi mà anh ta đưa bạn vào bế tắc. Có rất là nhiều người đàn ông mồm mép, điêu ngoa, xảo trá, nói rằng muốn có con với bạn, yêu bạn, muốn có con giống như bạn. Nhưng mà xin thưa bạn, trong quá trình mà tôi tư vấn cho những người thứ ba, thì đa phần đàn ông sau khi mà gây ra cái bụng bầu cho người thứ ba thì chạy làng phần lớn. Ha. Và nhiều người thứ ba đã sáng mắt ra vì sao? Phải đi bệnh viện. Tôi nói thẳng như vậy luôn á. Mặc dù tôi không khuyên người ta làm cái điều như thế, nhưng mà bản thân người thứ ba sẽ làm như vậy. Rất là nhiều người chọn cái cách như thế. Vấn đề ở đây á là bạn quá dễ tin anh ta khi mà bạn chẳng hiểu gì về người đàn ông đó. Bạn chưa thực sự biết tất cả về họ mà bạn đã để cho họ biết hết cơ thể của bạn. Đó là cái dại của người thứ ba, và đó chính là cái điều mà giết chết đi tình yêu của người đàn ông đó dành cho bạn. Và bạn sẽ không có được người đàn ông đó, hay nói trắng ra là bạn sẽ đánh mất anh ta, bởi vì bạn đã dễ dãi để cho anh ta có được bạn. Khi nào mà anh ta khao khát có được bạn như là một chiến thắng hiển hách và khó đạt được, thì anh ta mới thực sự xuất phát tình yêu thương dành cho bạn.
Bởi khi bạn dễ dàng để anh ta chinh phục được bạn, thì anh ta không có nhu cầu yêu thương bạn. Vì sau khi thỏa mãn thân xác với bạn, anh ta trở thành một cái con mồi, một con thú, thỏa mãn cơn đói, thì anh ta sẽ không có nhu cầu ăn bạn nữa. Bạn hiểu không? Tức là no cơm chán chè thì không thể nào ăn tiếp được nữa. Người phụ nữ cũng giống như vậy. Khi mà để cho đàn ông chán mình đến mức mà mình cho không biếu không tặng không mà người ta còn không thèm, thì lúc đó bạn phải thực sự hiểu rằng cái việc mà anh ta nói rằng anh ta muốn có con với bạn chẳng qua là dụ dỗ, dụ khị bạn thôi. Tạo cho bạn cái vẻ như là anh ta muốn gắn kết với bạn, nhưng đó toàn là những cái lời nói dối thôi bạn. Và rất là nhiều người thứ ba đã sáng mắt sau khi mà tôi bày cho một số người thứ ba thử thách người đàn ông đó, và đa phần chạy mất dép, để lại người thứ ba với những cái sự sợ hãi và đối diện với một sự thật là bào thai trong bụng. Cái điểm thứ 9 mà những người thứ ba cần phải tỉnh táo và đừng bao giờ mơ mộng đến cái chuyện mà anh ta sẽ bỏ vợ để lấy mình, đó là gì? Anh ta không đến gặp bạn mà chỉ có bạn đến gặp anh ta. Tức là sao? Tức là bạn luôn luôn phải chạy về phía anh ta. Bạn là người cần anh ta hơn anh ta cần bạn. Bạn đầu tư vào cái mối quan hệ này 90%, còn anh ta chỉ 10%. Bạn có thể đi nửa đoạn đường, đi hết 80% đoạn đường, thậm chí bạn đi hết 100% cái đoạn đường mà nhiều khi anh ta còn không ra gặp bạn. Và một vấn đề nữa, khi mà bạn ở trong cái trạng thái bạn chạy theo người đàn ông thì bạn đã tự đánh mất đi cái giá trị của bạn và làm cho người đàn ông mất đi cái sự nam tính của họ, đó chính là sự chinh phục đàn bà. Cái việc của người đàn ông mới là chinh phục đàn bà. Nhưng nếu bạn thay họ làm điều đó thì người đàn ông đó sẽ thay thế bạn bằng một người đàn bà khác. Bởi vì kích thích vào cái mong muốn người ta có được thì người ta sẽ càng khao khát và người ta muốn có hơn. Giống như thế này này. Tôi ví dụ một cách rõ hơn này. Bạn thích viên kim cương thì bạn sẽ dồn tiền để mua được viên kim cương. Còn đá xanh đầy đường, sao bạn không nhặt lấy mà đi mài nó để đeo vào cổ? Vì nó không có giá trị, đúng không? Vì bạn biết thừa là cái nào đáng giá, cái nào lấp lánh, cái nào xứng đáng để bạn làm. Chứ đá xanh ngoài đường đầy đó, bạn đi mài nó cũng ra hình dạng trái tim, nó cũng ra hình dạng chiếc lá, rồi bạn xuyên cái lỗ bạn đeo trên cổ, bạn có làm không? Không. Nhưng mà bạn sẽ dồn tiền để mua được viên cương. Bạn khao khát có được nó, bạn sẽ yêu thích nó, bạn sẽ trân trọng nó và bạn sẽ giữ gìn nó. Người đàn bà cũng như thế. Và thêm một cái lý do sau cùng, đó chính là cái điểm số 10 mà người đàn ông sẽ không bao giờ lấy bạn khi mà bạn luôn khen anh ta. Cái lời khen dành cho đàn ông là điều cần thiết trong một mối quan hệ khi bạn có được một tình yêu thật sự với người đàn ông đó, hoặc là người đàn ông đó cần bạn nói những cái lời mà anh ta muốn nghe, đó là một lời khen. Cái điều này không có sai trong những cái tình huống tôi vừa mới nói. Tuy nhiên, khi mà người đàn ông mà bạn đang quen, bạn luôn khen về anh ta, tức là bạn chẳng hiểu gì về anh ta hết. Bạn không nhìn thấy bản chất thực sự của người đàn ông đó. Bạn không nhìn ra những vấn đề mà người đàn ông đó đang gặp phải, cũng như là những vấn đề bạn đang gặp phải khi mà bước vào mối quan hệ này, chứng tỏ là bạn không biết bạn đang nói chuyện với ai, bạn hiểu anh ta như thế nào và anh ta là người kiểu cách ra sao, tính cách anh ta như thế nào, cách hành xử của anh ta trong những cái tình huống khẩn cấp nó như thế nào. Và khi mà anh ta đối xử với cái người mà anh ta không thích thì anh ta có thể hiện cái bản chất thật của mình hay không? Bạn đã nhìn ra vấn đề trọng tâm khi yêu người đàn ông đó hay chưa? Nếu mà bạn luôn khen cái đối tượng bạn tình của mình là nhân tình của bạn thì chứng tỏ bạn chưa hề hiểu về người đàn ông đó. Cho dù mối quan hệ của bạn chỉ là cặp, chỉ là quen qua đường, hoặc là bạn thực sự nghiêm túc yêu người đàn ông đó để mà muốn kết hôn với họ, thì cái điểm điên, điểm đen, điểm xấu, điểm tệ nhất của người đàn ông đó bạn có thể chấp nhận được không? Và bạn có thể vượt qua được không? Bạn có thể nghĩ rằng nếu mà mình thay vợ anh ta để là một người vợ mới trong tương lai thì bạn có thể vượt qua được những tính xấu đó hay không? Bạn có chấp nhận được những tính xấu đó hay không? Hay là sự ngông cuồng, sự
điên rồ của anh ta là cái điều bạn ghét nhất, bạn chán ghét nhất vào bạn. Bạn đang muốn thay đổi những cái tính xấu của anh ta. Vậy thì điều gì chắc chắn cho rằng bạn nghĩ đến một cái tương lai tốt đẹp khi mà bạn kết hôn với anh ta? Vợ anh ta còn sống với anh ta không nổi. Bởi vì người vợ đó đã có nhiều năm sống bên chồng và họ hình thành cái mối quan hệ đó trên nền tảng cảm xúc yêu thương rung động thật sự, mà họ còn không trụ được với nhau. Thì làm sao mà bạn có thể trụ, bạn có thể bền vững với một người đàn ông mà bạn đang hoàn toàn không hiểu về họ? Bạn xây dựng trên một cái nền tảng huyễn hoặc, màu hồng, lý tưởng hóa, không thực tế trong cái mối quan hệ, khi mà bạn chưa thực sự nghĩ rằng mình phải đối diện với người đàn ông đó như thế nào để mà sống lâu, sống bền và gắn bó với người đàn ông đó. Đây chính là những cái điểm trọng tâm, đây chính là những cái chìa khóa để mở ra những vấn đề của bạn. Nếu mà bạn là một người thứ ba nghe tôi nói 10 điểm này mà tất cả mọi điều nó đều xảy ra với bạn, thì xin chia buồn với bạn là bạn đã bị out. Bạn đã bị đấm một cú knock out thật là nặng trong cái mối quan hệ độc hại và không có lối thoát. Tôi vẫn nói rằng người thứ ba khi bước vào một cái cuộc tình mà bế tắc như thế này, nó giống hệt như bạn bước vào một cái mê cung, vòng tròn không điểm dừng. Nó cứ lặp đi lặp lại, bước 1, rồi đến bước 2, rồi đến bước 3, rồi lại quay lại bước 1. Nó cứ như thế mà xoay xoay quay quay, loay hoay trong cái mớ bòng bong, trong cái sự rắc rối, khiến cho bạn rối não và bạn nhiều khi còn không biết là mình đang như thế nào nữa kìa. Đây là những vấn đề mà tôi chia sẻ cùng với bạn. Hy vọng rằng 10 điểm này cũng sẽ giúp cho người thứ ba nào đó sáng mắt ra và nhìn nhận cái vấn đề của bản thân mình khi mà đang quen với một người đàn ông có vợ, mà bản thân cứ mơ mộng, hão huyền về cái chuyện anh ta hứa sẽ bỏ vợ lấy bạn. Thì nếu mà bạn nghe video này mà thông suốt thì bạn cũng biết rằng bạn sẽ chẳng bao giờ được anh ta chọn làm vợ, cũng như bạn là cái người bị loại ra khỏi cái sự lựa chọn của anh ta bạn nhé. Rất là chia buồn cùng với bạn, tuy nhiên tôi vẫn hy vọng rằng sau mỗi lần vấp ngã thì bạn có thể trưởng thành, bản lĩnh và tự thay đổi bản thân mình để xứng đáng với một hạnh phúc khác, tốt đẹp hơn, và bạn sẽ có một người đàn ông dành riêng cho chính bạn, nhưng không phải là anh ta, một người đàn ông đã có vợ và không xứng đáng với bạn. Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu nghe đến đây, tặng tôi một like. Nếu bạn chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh cho tôi nhé. Xin chào.